我们继续学第二课, chúng ta học tiếp bài số 2. 他什么时候回来? Là anh ấy khi nào quay về, hay là khi nào anh ấy quay về. Tha sẵn mơ sử hô huế lại. Khi nào anh ấy quay về, hay anh ấy khi nào quay về. Rồi mọi người xem. Chính ta chạy khan khan. Tí ý. Rơ sân. Phần khởi động ha. Rơ sân. Chọn hình tương ứng với các từ ngữ bên dưới. Ta có 6 hình. 6 hình. Và ở đây là chúng ta cũng có là 6 câu tương ứng. Một là gì? Sàn. Sàn là cây dù. B là phần câu 2 là chinh lì, giám đốc. 3 là ban công sư, văn phòng. 4 là chèo. Chèo là bàn chân, đúng rồi. 5 là lẩu. Lẩu là lầu. Su là cây. Vậy bây giờ ta xem hình 1, sàn là cái nào? 4, F. Đúng rồi, hình hình F đánh vô. Rồi, chiến lì là gì? Câu C, hình C. Ban công sư là? D. Chèo. A. Lẩu. E. Và su. B. Nhớ nha, rồi. Rồi, còn cái phần hơi, phần dưới đây nè. Phần dưới là phần 2 này nè. 说说你玩你做完这些事以后做什么 cho biết bạn sẽ làm gì sau khi hoàn thành những việc bên ở cột bên dưới. Là ví dụ là động từ 1 là chư phan, là chư phan là gì? Ăn cơm. Xì chua dê làm bài tập. Xa khơ rồi yên tông vận động tập thể dục. Khuấy cha về nhà. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo. Rồi mời mọi người xem phần khơ vấn y. Khơ vấn y là bài học phần 1 ha. Xa san tờ lu sang. Trên đường xuống núi, các em lưu ý nè, chữ khi nào mà từ ghép có chữ tờ. Khi nào từ ghép lại mà có chữ tơ thì ta sẽ dịch phía sau chữ tơ dịch trước. Đó là lu sang, dịch trước ha. Lu sang, dịch trước, trên đường, rồi xuống núi. Rồi, mọi người đọc theo phần từ mới. Đọc theo. Thầy. Đọc lại, đọc lớn tiếng lên. Thầy. Nhỏ quá. Thầy. Thấn. Chèo. Su. Rủng y. Nán. Rồi mọi người đọc theo. Siêu xì xa bà. Chẳng mơ lờ. Wò xèn trái thủy dễ thấn. Chéo dễ thấn. Hào. Na bèn su tò. Na bèn su tò. 我们过去坐一下吧。上来的时候，我怎么没觉得这么累？Sang san rủng y xa san nán. Nì bù chư tao. Rồi dịch bài. Xiao Ly nói chuyện với Xiao Cang. Xiao Ly nói là siêu xì xa bà, nghỉ ngơi một chút đi.
Xiao căng đó là chân mơ là sao rồi, sao thế, dịch vậy ha. Wo xian zai thủy dị thẩn, bây giờ em chân cũng đau. Tức là đùi cũng đau mà bàn chân cũng đau. Cái chữ chèo là bàn chân, thủy là cả một cái chân luôn á, là cả từ đùi trở xuống luôn á, là mình gọi là thủy. Thủy là chân, còn chèo là gì, bàn chân nha. Bây giờ là chân cũng đau mà bàn chân cũng đau. Rồi Sào Cang nói là hào được. Na pen su tô, bên kia là có nhiều cây cối, chúng ta qua bên đó chua ý xa, ngồi một lát. Sào Ly nói là sang lại tờ sử hô, gặt cụm từ sang lại tờ sử hô. Cái chữ tơ sử hô các em nha, tơ sử hô đứng sau động từ, đúng chưa, học rồi mà. Vậy là mình dịch là gì, khi gì, khi đi lên, sang lại tờ sử hô. Sao em không cảm thấy mệt như thế? Sào Cang nói, sang san rụng y, lên núi dễ dàng mà xuống núi khó. Nì bù chư tao, em không biết hả? Em không biết sao? Lớp mình có ai leo qua núi Yên Tử chưa? Chưa leo qua núi Yên Tử à? Thầy cách đây khoảng 6 năm về trước là đi bộ leo lên núi Yên Tử, đi lên đi xuống luôn. Lúc đó với cô đi là đi lên là 4 tiếng. 4 tiếng mới tới đỉnh á, là đi xuống là 5 tiếng. Rồi sau đó mất 9 tiếng và ở trên đó là chơi 40 phút nữa đi xuống là tròn 10 tiếng. Tức là 7 giờ sáng đi, xong rồi buổi tối là xuống đến chân núi là trời tối luôn rồi, tối hẳn luôn rồi. Là khoảng chừng là 6 giờ mấy 7 giờ luôn á. Là đi cả là 10 tiếng đồng hồ. Hả? Núi Yên Tử ở Quảng Ninh á, ở Uông Bí, nó là ở Uông Bí là huyện Uông Bí. Cái núi, các em biết rằng là cái núi Yên Tử nó cao lắm, nó vừa cao là rừng rậm không à, leo núi rất là mệt, nó từng bậc thang á, nó cao lắm. Thì mọi người nghĩ đi, đi bộ không dừng nha, không được nghỉ ngơi nhiều đâu, mà liên tục đi như vậy mà đi hoài không tới đỉnh, leo 4 tiếng mà đi xuống mất 5 tiếng đó. Đúng rồi, cầm hai cái gậy cái trống đi lên. Mà lúc đó là nhờ thầy có uống năng lượng á, uống năng lượng thảo mộc, tức là thay vì bò húc uống là rất là mệt người, thì nó có một cái loại năng lượng mà nó khỏe hơn bò húc nữa, mà uống người nó không mệt, năng lượng của Mỹ á. Lúc đó thầy uống cái loại đó, còn bây giờ nếu mà leo núi thì uống địa long, uống nhiều địa long cũng sẽ khỏe, leo tốt nha. Thầy giảng được nói liền như vậy là nhờ uống địa long nè. Đoạn 2 là mọi người xem. Khơ vấn ơ, trai tả tiên hoa. Trai tả tiên hoa là đang gọi điện thoại. Các em gạch dưới chữ trai, gạch dưới chữ trai, rồi gạch dưới ba chữ tả tiên hoa. Đây là một cấu trúc là chữ trai đứng trước động từ thì sẽ dịch là đang. Các em làm ơn ghi chú giùm cái cấu trúc này á, là chữ trai cộng động ghi trên đi, phía trên ghi là trai cộng động từ nha. Chữ trai mà đứng trước động từ dịch là đang. Ví dụ như là trai tả tiên hoa dịch là đang gọi điện thoại. Trai chư phan đang ăn cơm. Nhớ nha, chữ trai đứng trước động từ đó là đang. Cái cấu trúc này là so với tiếng Anh nó dễ hơn rất là nhiều. Tiếng Anh là động từ to be cộng với động từ cộng với gì nữa, in, phải không? Rất là khó. Nó còn rồi từ mới, mời cả lớp đọc theo từ số 7. Theo này đọc lớn tiếng lên. Thai thai mi su, đọc nhỏ quá, đọc lại. Mi su mi su chinh lì ban công sư ban công sư. Rồi, mọi người đọc theo.
Wei, ni hao. Wei, ni hao. Châu thai thai là châu là họ Chu. Thai thai là bà. Họ Chu, họ Châu á ha, họ Châu á. Bà Châu. Rồi mi su là thư ký. Rồi hai người này nói chuyện với nhau, đọc lại nha. Đọc thay. Wei, ni hao. Wei, ni hao. Chỉnh vân châu mình chai ma. Chỉnh vân châu mình chai ma. Đọc lại. Chỉnh vân. Chỉnh vân. Châu mình chai ma. Châu mình chai ma. Chỉnh vân châu mình chai ma. Chỉnh vân châu mình chai ma. Rồi. Châu chinh lì chú chui lợ. Châu chinh lì chú chui lợ. Bú chai ban công sư. Bú chai ban công sư. Tha chui nả ở lợ. Tha chui nả ở lợ. Sẵn mơ sử hâu hỏi lại. Sẵn mơ sử hâu hỏi lại. Tha chú chui ban sư lợ. Tha chú chui ban sư lợ. Xa ủ hỏi lại. Hồi lại lờ. Hồi lại lờ. Chiu răng tha. Chiu răng tha. Cấy vô tả cơ điện hoa. Cấy vô tả cơ điện hoa. Hào tờ. Hào tờ. Tha tao lờ ban công sư. Tha tao lờ ban công sư. Vô chiu cao su nì. Vô chiu cao su nì. Hà lộn. Vô chiu cao su tha. À, rồi dịch bài. Ở đây là bà Châu nói chuyện, hỏi gọi điện thoại hỏi ai? Hỏi cô thư ký. À, thư ký này là thư ký của giám đốc. Giám đốc nào? Giám đốc của bà, của ông chồng á nha. Tức là Châu Thái Thái, Châu Chính Lì này nè là chồng của Châu Thái Thái. Và bà này gọi điện thoại tới văn phòng kiếm ông giám đốc, tức là ông chồng mình. Và cô thư ký nhấc máy. Rồi, bà Châu nói là alo, chào em, à, xin hỏi có Chu Minh ở đó không? Cô thư ký là Châu Chính Lý, Chu Chi là giám đốc Châu đi ra ngoài rồi, không có ở văn phòng. Bà Châu nói là ông ấy đi đâu rồi, khi nào quay trở về? Thư ký trả lời, Tha Chu Chi Ban Sư Lờ. Ông ấy đi ra ngoài làm việc rồi. Buổi chiều quay trở về. Huấy lái lờ tức là sau khi trở về. Chiêu rang tha thì bảo, cái chữ rang này là bảo dịch. Gạch đi đấy chữ rang, rư an rang. Bảo thì bảo ông ta nha. Cái võ tả cơ tiên hoa, gọi điện thoại lại cho tôi. Hảo tờ, dạ được. À, tha tao là ban công sư. Sau khi ông ta đến văn phòng của chiêu cao su tha thì em sẽ nói cho ông ta biết. Cao su là nói cho biết nha. Tiếng Anh là chữ tell. I tell him. Khơ vấn ơ, chúng ta học là khơ vấn ơ. Đoạn 2. À, khơ vấn nó học rồi ha. Bây giờ là học khơ vấn san. Đoạn 3. Rồi mọi người đọc theo là cái khơ vấn san này là chai lẩu mẫn khẩu ha, sung phận dầu. Lẩu là gì? Lầu. Mẫn khẩu là cửa cổng, lẩu mẫn khẩu là trước cửa của cái trước lầu ha, cửa trước lầu. Là sung phận dầu là tiễn bạn bè. Vậy là gì? Tiễn bạn ở trước cửa tòa nhà. Từ mới mọi người đọc theo. Leang. Đọc lại. Leang. Lẩu. Nã. Pà. Pà. Đọc lớn tiếng lên. Pà. Sàn. Sàn. Sàn là cây dù á. Cái ô cái dù ha. Rồi, mọi người đọc theo nè. Yǐ xiā de zhēn dà. Yǐ xiā de
Đọc lớn tiếng là Yǐ xiā de zhēn dà. Yǐ xiā de zhēn dà. Nǐ zhěn me huǐ qù? Nǐ zhěn me huǐ qù? Wǒ sōng nǐ bà. Wǒ sōng nǐ bà. Měi yǒu měi shì. Měi shì. Wǒ chú qù jiào liāng chú zhù chè. Wǒ chú qù jiào liāng chú zhù chè. Đọc lại này. Wǒ chú qù jiào liāng. Wǒ chú qù jiào liāng chú zhù chè. Chú zhù chè. Jiū xíng lè. Jiū xíng lè. Na nǐ dēng dēng. Na nǐ dēng dēng. Wǒ shāng lǒu qù. Wǒ shāng lǒu qù. Gěi nǐ nǎ bǎ shǎn. Gěi nǐ nǎ bǎ shǎn. Hǎo de. Hǎo de. Wǒ gěn nǐ yī qǐ shāng qù bǎ. Wǒ gěn nǐ yī qǐ shāng qù bǎ. Nǐ zài zhē er dèng bǎ. Nǐ zài zhē er dèng bǎ. 我拿了伞就下来。我拿了伞就下来。Dịch bài. Xiao Cang nói chuyện với Xiao Li. Xiao Cang nói là Yì là mưa. Xia là xuống rơi á, mưa rơi á. Yì xia to chân ta là mưa rất lớn. Mưa rất thật, chân ta là thật là to, mưa thật là lớn. Nǐ zhěn me huǐ qù? Bạn làm sao đi về? Zhěn me huǐ qù? Wǒ sōng nǐ bà. Mọi người trật tự nào. Wǒ sōng nǐ bà là gì? Anh tiễn em về nhé, hoặc là tôi tiễn bạn về nhé. Thì ở đây là Xiao Cang Xiao Li nè, hay Xiao Li nói là mấy sư, không sao. Wǒ chú qù jiào liāng chú zhù chè. Tôi, tức là em đi ra ngoài, chú chi gọi, treo là gọi, gọi gì? Gọi chiếc xe taxi. Chú chú chơ là xe taxi. Chú chú chơ là xe taxi, gọi chiếc xe taxi. Chiêu xỉnh lợ thì được rồi nha. Xỉnh tức là được á, chiêu xỉnh lợ thì được rồi. Xiao Cang nói là gì? Na nì tấn tầng. Thế em đợi một chút. Tấn tầng tức là tầng ý xa. Đợi một chút nha. Tấn tầng. Wǒ shāng lǒu qù. Tôi đi lên lầu. Cái nì nǎ bǎ shǎn. Lấy một cây dù cho bạn. Chữ nǎ là lấy cầm ha. Cầm lấy một cây dù. Lấy cây dù cho bạn. Hào tơ. Được. Wǒ gěn nì yī qǐ shāng qù bǎ. Để em cùng lên với anh ha. Gạch chữ gěn. Gạch chữ cân và gạch chữ sang trụy. Tức là đi lên cùng với ai đó là chữ với ha. Nì trai chở tầng bà. Em ở đây đợi đi. Anh lấy dù xong thì xuống ngay. Chiêu xả lại. Ná lờ sàn tức là gì? Lấy dù xong. Chiêu xả lại. Điểm xuống ngay đó. Xuống điểm. Rồi chúng ta học tiếp là khơ vấn sư. Khơ vấn sư là phần 4 là trai cha. Trai cha là ở nhà. Rồi mọi người đọc theo từ mới nè. Phang. Đọc lại nè. Phang. Sao đọc nhỏ vậy? Đọc lớn tiếng lên. Phang. Chỉ sử. Chỉ sử. Sâu. Sâu. Ta thấy là cái chữ phang này á, là hai chữ này học rồi. Chữ phang này bên trái là bổ nguyệt. Mà bổ nguyệt thì hôm bữa thầy giải thích là hình dung về cái gì? Liên quan đến gì? Một là ánh trăng, mặt trăng, hai là gì? Thịt. Phải không? Và bên phải là chữ pan là một nửa. Như vậy là cái thịt. Cái người mập á là thịt nhiều hơn cái người ốm một nửa luôn, rất là nhiều gấp đôi, cho nên là gì? Mập, đúng chưa? Nãy thấy không? Chữ pan tức là một nửa, là chữ bổ nguyệt tức là thịt, thịt nhiều hơn người ta làm sao? Gấp đôi thì là mập. Rồi. Còn chữ 18 này các em. Nhìn số 18. Cái từ số 18 này là sâu. Sâu là ốm. Mà gầy ốm thì nó có bộ nạch. Nạch tức là gì? Là bệnh ha. Vậy là cái người mà người ốm thì có hai dạng. Cơ địa gầy. Cơ địa gầy nhưng mà khỏe.
Một dạng thì là gì? Vì bệnh mà cũng gầy luôn phải không? Thì ở đây là người ta cho rằng là cứ gầy thì là gì? Là không khỏe. Gầy quá không khỏe nha. Gầy quá chứ không phải là hơi hơi gầy. Như là mọi người ở đây là tiêu chuẩn hàng Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam nha. Vừa vừa người là tốt, cũng giống như thầy vậy nè, không bao giờ nó mập, cũng không ốm đi, nó cứ ở cái dạng người là thế thôi. Vậy mà nó nhẹ nhàng, nó khỏe. Chứ bây giờ là lên khoảng chừng 5 kg thôi mình thấy là nó nặng nề. Khó thở, đầu tiên là cảm giác khó thở. Mấy cái ngày Tết mà một tháng là không có, cuối năm đầu năm á, không có dạy học, cái toàn là gì? Ăn, nghỉ ngơi, chơi. Cái bắt đầu nó lên là 3-4 kg, 4-5 kg gì đó, 3-4 kg á, mình thấy nó nặng nề, khó thở. Đọc theo nè, Châu Thái Thái với lại Châu Miễn ha. Rồi, Nì Khăn. Wo Zhe Me Pang. Lại Wo Zhe Me Pang. Zhen Me Pan Ne. Nǐ mèi tiān wǎn shàng. Nǐ mèi tiān wǎn shàng. Chī le fān jiù shuì jiào. Chī le fān jiù shuì jiào. Yě bù chū qù zǒu zǒu. Yě bù chū qù zǒu zǒu. Nèng bù pāng ma? Nèng bù pāng ma? Qǐ shí wǒ mèi tiān dōu yùn dōng. Qǐ shí wǒ mèi tiān dōu yùn dōng. Tàn sư nǐ yī diǎn nè yě mèi shòu. Tàn sư nǐ yī diǎn nè yě mèi shòu. Nǐ zuō shénme yùn dōng lè? Nǐ zuō shénme yùn dōng lè? Zuō fàn nà? Zuō fàn nà? Kinh khủng chưa? À, rồi, dịch bài. Hai vợ chồng nói chuyện này. À, Châu Thái Thái là bà Châu. Nói với Châu Minh, bà Châu nói là anh xem này. Wo zhe me pang, em mập như thế này. Zhen me pan, làm sao đây? Ông chồng Châu Minh trả lời: Ní mày then hoàn sang, mỗi buổi tối em ăn xong cơm, chư là phan, liền đi ngủ. Về pu chu chi chấu chầu, cũng không đi ra ngoài dạo dạo. Chấu chầu tức là đi dạo dạo ha. Nẫn pu pang ma, sao có thể không mập chứ? À, sao có thể không mập chứ? Cái bà Châu nói là gì? Chỉ sử, hai từ chỉ sử là thật ra. Em mỗi ngày đều vận động. À, đều vận động ha. Cái ông chồng mới nói là gì? Tan sư nhân, nỉ ý tiền ở về mấy sâu, một chút em cũng không mập. Tức là em chẳng có ốm chút nào, chẳng gầy đi chút nào. Nỉ chua sa ma yun tông à, em vận động gì? Cái bà Châu nói là nấu cơm. Chùa Phan ạ, à, nấu cơm. À rồi bây giờ mọi người nghe dặn dò cái phần này. Các em lưu ý nè ha, nghe dặn này. Cái bài học này, bài 1, bài 2, các em ở nhà đọc lưu loát, thật là lưu loát cho thầy. Là thứ 6 này, ủa chưa hết bài mà, sao gấp sách rồi, chưa đâu. Thứ 6 này nha, thứ 6 này là thầy sẽ kiểm tra đọc bài. Từng người một, mỗi người đọc một đoạn, không biết ai đọc đoạn nào đâu. Cho nên là hai bài này gồm có 8 đoạn đối thoại. Tất cả mọi người đọc lưu loát cho thầy 8 bài đối thoại này nha. Thứ 6 này thầy sẽ kiểm tra mỗi người một phần đều được hết. Không phải lo nha. Rồi cái phần luyện tập, cái phần kiểm tra tập đọc này là thầy cho lên YouTube. Ai không biết đọc rồi quê ráng chịu nha. Mọi người sẽ được đọc bài hết, nhớ nha. Ngữ pháp, ngữ pháp. Các em mở trang 30, tả khai ti san sử dệ, trang 30, ủy phả, ngữ pháp nha. Phần 1 này, giản đơn, truy xiang, bú ủy.
Bổ ngữ chỉ phương hướng đơn giản. Giản tan truy sang củ vị. Vậy là cái bổ ngữ xu hướng này là người ta nói này, phần tiếng Việt giải thích này. Trong tiếng Trung Quốc, động từ cộng với lại hoặc truy được dùng để chỉ phương hướng của hành động. Người ta nói này, lại này, giải thích này ha. Lại chỉ phương hướng về phía người nói. Nhớ nha, chữ lại đó là ám chỉ là cái hướng của người nói chuyện. Còn chữ truy thì chỉ phương hướng xa đình, rời xa cái người nói. Động từ gì đây? Các động từ thường dùng nhất là chữ gì? Sang, xa, chinh, chu, huệ, quơ, chỉ. Và một số động từ mà chúng ta đã học như là chữ mài, tai và pan. Rồi bây giờ này, bổ ngữ xu hướng hay là bổ ngữ phương hướng là giống nhau nha, tùy. Có những quyển sách nó ghi là bổ ngữ xu hướng, có những quyển sách là bổ ngữ phương hướng. Bổ ngữ phương hướng là bổ ngữ gì? Là những cái từ mà đứng đằng sau động từ để làm gì? Nó nói lên cái phương hướng di chuyển của động từ. Nghe kịp không? Rồi bây giờ ta thấy nè, các em gạch dưới đít cái cụm từ là động từ cộng lại hoặc truy ở trên đó nha, thấy không? Trong tiếng Trung Quốc, động từ cộng lại hoặc truy, gạch dưới đít cái công thức đó, gạch đi, dùng bút đỏ gạch càng tốt nha. Đây là cái cấu trúc của bộ ngữ phương hướng á, đơn giản là động từ đứng trước lại và truy. Các em nhớ nha, người ta nói đơn giản tức là sẽ có phức tạp, đúng chưa? Nó có đơn giản sẽ có phức tạp. Cái này là đang học đơn giản thôi, nó sẽ có cái phức tạp nữa. Và các em gạch tiếp là những cái động từ thường dùng. Các em gạch là sang, xa, chinh, chu, huệ, lại, chinh, chỉ, gạch hết dưới đích những cái từ đó. Và các em về nhà là xem kỹ nhớ những cái từ này. Những cái từ này đứng sau động từ nha, để nó chỉ cái phương hướng của động từ. Rồi bây giờ ta xem ví dụ nha. Ví dụ 1 là 我们在楼上等你呢，你上来吧。 Người câu này nói là chúng tôi ở trên lầu đợi bạn nha. Bạn lên đây, nǐ shāng lái bà. Vậy là người ta nói đóng mở ngoặc này, shuō huā de rén zài lǔ shàng, người nói chuyện. Shuō huā de rén là cái người nói chuyện. Zài lǔ shàng ở trên lầu. Rồi bây giờ hỏi lại, các em có hiểu khi nào dùng lái, khi nào dùng truy không? Hả? Người ta giải thích là gì? Lại á, là cái ai đó đi về hướng của người nói chuyện, thì cái câu đó nó sẽ hình dung dùng chữ lại. Còn nếu mà cái người nghe là xa, đi xa dần cái hướng của người nói chuyện, thì sẽ dùng chữ truy. Vậy bây giờ chúng ta phân tích câu 1 nha. Các em xem câu 1 này. Chúng tôi ở trên lầu, phải không? Trai lỗ sang. Vậy các em gạch cho thầy ba chữ trai lỗ sang. Trai lỗ sang, gạch ba chữ trai lỗ sang. Vậy là chúng tôi ở đâu? Ở trên lầu. Rồi, tấn nì, lợi bạn. Và cái câu dư tiếp theo là gì? Nì sang lại bà, gạch hai chữ sang lại. Sang là động từ lên rồi đúng không? Mà tại sao là dùng lại mà không dùng truy? Đơn giản là gì? Là cái người nói kêu cái người nghe là ở dưới đi về hướng của mình thì dùng chữ lại. Các em hiểu không? Mình kêu người ta đi về hướng của mình thì mình sẽ dùng chữ lại, thế thôi. Nhớ như vậy là được nha. Ví dụ như là bây giờ này, chúng ta ở trên lầu, mình kêu ai đó ở dưới đi lên lầu gặp mình thì sẽ dùng nì sang lại nha, chứ không có là nì sang truy là sai. Rồi tiếp câu 2.
Sui zai wai bian. Sui zai wai bian là gì? Ai ở bên ngoài? Nǐ chu qù kān kān bà. Bạn đi ra xem thử đi. Rồi, ta phân tích câu 2. Tập trung nè. Các em gạch chữ chai vai biển. Chai vai biển. Như vậy là cái vị trí này là người ta muốn đề cập tới là gì? Ở bên ngoài nha. Nǐ chu qù kān kān bà. Gạch từ chu qù. Chu qù. Chu qù là đi ra ngoài. Rồi bây giờ nha, các em để ý xem nha. Thầy đố các em biết là cái người nói với cái người nghe này là đang ở đâu? Hả? Đang ở ngoài hay đang ở trong? Đang ở trong nhà đúng không? Tức là cái người này, cái người nói chuyện này nè, là nghe thấy là ai đó ở bên ngoài mà không biết là ai. Lắng nghe, đừng cãi nhau, đừng có tranh luận gì hết. Là cái người nói chuyện á, là nghe thấy ai đó ở bên ngoài phòng, cho nên là sủy chai vai men. Rồi mới kêu là nì chu chu khan khan, bạn đi ra ngoài xem thử. Như vậy là hai người này đều, cái tình huống này là hai người này đều ở trong phòng, trong nhà. Và cái người này nói bảo cái người kia là nì, đi ra ngoài xem, phải không? Vậy là cái người này đi á, là có phải là đi xa dành cái hướng người nói không? Đúng không? Đi xa dành cái người nói thì ở lại, mà cái người nghe thì sao? Đi ra ngoài. Cho nên dùng chữ chui. Mà chu thì là gì? Chu là ra. Chu là ra. Chui là đi xa dần. Chu chui. Câu 3. Han yu su nǐ tai lai le ma? Sách tiếng Hoa bạn mang đến rồi hay chưa? Tai lai le ma? Gạch hai chữ tai lai. Vậy là cái người này hỏi là sách tiếng Hoa bạn mang đến chưa? Tức là sao? Tay lại tức là mang về hướng của mình. Ví dụ bây giờ thầy ở trong lớp là với các em, thầy mới nói là gì? Các em có mang sách HSK3 đến không? Tức là đến về cái hướng đang nói chuyện đây nè, phải không? Sách thì đang ở nhà, nhưng mà mình hỏi là có mang tới không? Thì cái chữ mang đến thì là gì? Tay lại, đơn giản vậy thôi. Câu 4 à. Na bian su tuo, bên đó cây cối nhiều, wo men guo qu zuo yi xia. Gạch chữ na bian là bên đó. Bên đó là ở nơi xa xa rồi. Rồi gạch chữ guo qu, đi qua. Guo qu tức là đi qua, vậy là đi qua mình phải đi rồi đúng không? Phải đi có xa dần vị trí đang ngồi không? Mình đi qua bên đó, vậy đi qua bên đó tức là mình phải đi rồi. Vậy là dùng chữ chi. Thế thôi. Tức là kêu ai đó đi về hướng mình thì dùng chữ lại nha. Mà kêu ai đó là xa dần hướng của mình đang ngồi đây thì là gì? Là chi. Nhớ vậy là được. Đơn giản là vậy thôi là được nha. Không có gì phức tạp nha. Nhớ vậy là được. Rồi sau này dần dần là sẽ mở rộng, mọi người sẽ hiểu nhiều hơn. Rồi bây giờ các em dặn dò phần bài tập, các em về nhà làm hai phần cho thầy. Phải làm hai phần bài tập dễ mà, này dễ, bài tập dễ. Trang 32, bài tập các em mở trang 32 ra. Là cái phần 1 đó là len xỉ tuổi tuổi, thì cái phần các em đọc qua. Các em thấy là phần 1 là gì? Len, phần len bài tập á, bài tập 1 đó thấy không? Đọc to các cụm từ và câu. Người ta bảo mình đọc to thì mình chỉ việc đọc thôi, đọc là được nha, đọc nhiều lần để làm gì? Ví dụ như là rụng y, là các em đọc theo đó này, rụng y, đọc lớn tiếng, đọc to mà sao đọc nhỏ mày? Người ta kêu mình đọc to các cụm từ, đọc theo, rụng y, hình rụng y, pu rụng y, rụng y xìa, sang san rụng y, xa san nản. Rồi đọc theo 5 câu luôn đi, để về nhà các em đọc lại to hơn nữa, lớn đọc nhiều lần nữa. Đọc lại: lẩu, lẩu sang, xa lẩu, sang lẩu chư phan, wo sang lẩu qu, gei ni na ba san. Số 3, sâu, hình sâu,
不瘦，不瘦，有点儿瘦，有点儿瘦，你一点儿也没瘦，你一点儿也没瘦，疼，疼，很疼，很疼，疼là đau á, đau đớn đau á. Rồi, bu thẳng, bu thẳng, chèo thẳng, chèo thẳng, chèo thẳng. À lộn, thủy thẳng, thủy thẳng. Đọc lại, thủy thẳng, thủy thẳng. À, 我现在腿也疼, 我现在腿也疼, 脚也疼, 脚也疼. Rồi, câu 5, ná, ná chén, ná chén, ná sàn, ná sàn, ná su, ná su, 我拿了伞就下来, 我拿了伞就下来. Đúng rồi, là cái phần này các em về nhà là đọc nhiều lần vô. Rồi tiếp theo là phần bài tập chứa mà làm ơn đi, trời ơi gì đâu mà vội vàng thế em về nè. Phần 2 nè, bài tập điền từ thích hợp vào chỗ trống, thấy chưa? Lẩu là lầu, ban công sư là văn phòng, su là cây, thang là mập, nán, khó. Đọc hết 1, 2, 3, 4, 5 và điền từ nào phù hợp điền vào trong đó. Vậy là các em về nhà làm là gì? 2, 3 giùm thầy. Rồi đầu giờ thứ 6 thầy sẽ kiểm tra phần bài tập này và kiểm tra mỗi người đọc một đoạn văn nha. Rồi chúng ta kết thúc bài số 2.